Vâng, các bạn đang có mặt tại thôn Mép, xã Minh Đức để chứng kiến sự giao lưu giữa chị em xã Minh Đức gặp chị em đến từ câu lạc bộ Nghĩa Đô Hà Nội. Điểm số bây giờ là 3-5 cho Minh Đức. Thank you.
Thank you.
phút. Xin mời các cầu thủ chúng ta quay trở lại sân. Minh Đức sang bóng. Đặt bóng ăn điểm 15-14 cho Minh Đức. Minh Đức sang bóng. Bóng ăn điểm 12 quả đặt bóng đều đúng sang góc. Minh Đức ghi điểm số 16-14. Như vậy là kết thúc trận đấu thứ ba, Minh Đức đã giành chiến thắng với tỷ số 21-15 và thua cuộc đội tuyển Việt Nam. Đội bóng không quan lưới, điểm số 15-16 sang Hà Nội. Và từ thành phố Hà Nội thì cũng xin được giới thiệu thêm về thêm những chức vị của các bác hành chính ở những đơn vị quá. Hà Nội đỡ bóng hậu 17-15 cho Minh Đức. Minh Đức sang bóng. Đường Nhất Đô thì có lẽ là mất khoảng 10 lần của Đường Nhất Đô. Và Đường Nhất Đô có 1,39 mét vuông. Nhưng mà trong số của Hà Nội đã có bóng hỏng 18-15 so với Đức. Minh Đức sao bóng. Đặt bóng ăn điểm 19-15 cho Minh Đức. Minh Đức pha bóng. Thank you.
thời gian hội ý đã kết thúc, hai đội tiếp tục thi đấu. Điểm số 1-0, 21-19. Hai đội đổi sân để bước vào thi đấu xếp thi đấu thứ hai. Một trận đấu vô cùng gay cấn. Xét thi đấu thứ hai bắt đầu. Chúng tôi xin giới thiệu lại đội hình của hai đội: Minh Đức với trang phục áo xanh quần đen, Hà Nội với trang phục áo đỏ quần đen. Xét thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Điểm số được ghi cho Hà Nội 1-0. Minh Đức đập bóng 5 điểm, 1 đều cho Minh Đức. Điểm số 4-1 Minh Đức.
dành cho Cát Đô năm một bốn một. Liên tục những pha đập bóng rất là uy lực nhưng mà chưa nào được tới. Ra ngoài 11-2 cho Minh Đức.
Minh Đức đã đạt bàn đầu tiên ở hội điểm lần thứ hai. Hello, come on.
Quả bóng không qua lưới 21-13.
là điểm số của xếp thi đấu thứ hai, và trong cuộc thì Minh Đức đã vượt qua một đội với điểm số 2-0. Kết thúc trận thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị tạm giải lao để chúng ta tiếp tục chứng kiến những trận thi đấu tiếp theo.